Xe bom nổ ở thủ đô Damascus, tin từ Damascus, đánh xe bom trong quận Zahamana của thủ đô Damascus trong sáng ngày hôm nay đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước Syria cho biết vụ đánh bom diễn ra trên đường Huda gần lối vào một tiệm bánh. Quận Zahamana là quận đang do lực lượng ủng hộ ông Bashar al-Assad kiểm soát. Đài truyền hình Al-Ikhbariya thân với chế độ đã chiếu lại cảnh những chiếc xe bị hư hại và các tòa nhà bốc cháy.